Sao Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em lên sóng giới thiệu cả nhà ba con máy lọc khí Daikin. Trong đó có hai con bên trái là vầng trăng, một con bên phải là đồng hồ vuông. Ba con này có màu cà phê các bác nhé, màu cà phê cực đẹp luôn. Chất máy nguyên zin, nguyên bản nguyên zin các bạn. Hình thức rất đẹp. Màu cà phê nhưng mà không có xước sát gì nhiều đâu các bác nhé, gần như là không xước mấy đâu, cực đẹp luôn. Đấy, ba con máy. Khi các bác mua màu cà phê này thì nó sẽ rẻ hơn màu trắng khá khá tiền. Ví dụ như con màu trắng thì em bán là 3,5 triệu. Màu cà phê em bán 2,8 triệu. Mọi chức năng vẫn như vậy, khác mỗi màu thôi. Đấy. Màu cà phê bằng trăng này 2,8 triệu các bác nhé. Còn màu cà phê đồng hồ vuông 2,2 triệu. Tất cả đều bảo hành 1 năm hết. Đầu biến áp điện 220V. Đấy. Đầu biến áp điện 220V các bác nhé. Ở đây có 3 con thì con này màng zin còn rất đẹp, em vẫn để nguyên. Đấy, còn bác nào không thích thì em vẫn thay, sẽ thay màng mới và giá vẫn vậy. Còn hai con này em đã thay màng mới rồi. Đấy. Tình trạng cả 3 con đều hoạt động ok hoàn hảo. Bây giờ em sẽ giới thiệu từng con một cho các bác nhé. Con mã số 9 này, giới thiệu hình thức cho các bác luôn, cực đẹp luôn. Hình thức màu cà phê nhưng mà tỷ lệ xước sát gần không có nhé, gần như là rất ít luôn. Đấy. Đối với màu cà phê chính ra các bác dùng có 5-10 năm sau thì màu nó vẫn vậy, nó không bị chuyển màu như màu trắng. Đấy, nó là một cái ưu điểm của màu cà phê các bạn. 5-10 năm sau màu vẫn như vậy thôi. Đấy. Quay nội thất cho các bác nhé. Con này ngoại thất quá đẹp luôn rồi. Ngoại thất thì không phải nghĩ rồi. Nội thất thì con này cũng như mới luôn nhé. Đẹp rồi các bạn ạ. Đây, màng HEPA zin của nó đấy ạ. Rất đẹp luôn. Còn bác nào không thích thì em thay màng mới mà vẫn tính tiền như vậy. Màng HEPA gần như là không dùng nhé. Trắng tinh luôn. Gần như không dùng. Trong là màng than đấy. Đấy. Những cái màng nào mà đủ tiêu chuẩn vận hành thì bên em sẽ để lại, màng nào không đủ thì thay các bạn. Đấy. Thanh kim mơ khử khuẩn các bạn, trắng tinh nhá. Hai cổ lọc tĩnh điện hai bên này. Nói chung là con máy rất đẹp, không có gì để chê cả. Đấy. Dòng Daikin này giá thành bây giờ rất hợp lý mà có hai cổ lọc tĩnh điện các bạn, hơn hẳn các cái dòng khác luôn. Tiếp theo đó là màng tạo ẩm này. Bình nước quá mới rồi, tạo ẩm như mới nhé. Giá 2,8 triệu, về cái mức giá này thì nói với các bác là vô địch trong tầm giá luôn đối với cái dòng máy này. Đấy, tiếp theo là con số 10 này. Hình thức cũng rất đẹp các con này nhé. Nói chung là mấy con này hình thức đẹp đẹp xem nhau cả. Bác nào các bác lấy con nào cũng được. Đấy. Đấy, con này thì màng HEPA thay mới rồi nhé. Hai cổ lọc tĩnh điện hai bên này. Đấy, mọi thứ nói chung rất đẹp, không có gì chê các bác nhé. Màng tạo ẩm thì cũng rất là đẹp đúng không ạ? Các bác nào mà yêu màu cà phê này thì các bác vừa được rẻ đi 500.000 mà các bác lại sở hữu con máy rất đẹp, cái màu này nó rất bền màu. Tiếp theo là con này, số 11 đồng hồ vuông 2,2 triệu thì nó là vô đối các bác ơi. Về tầm giá thì nó là vô đối rồi, mọi thứ rất mới các bác nhé. Thanh thì thay màng HEPA mới rồi, không bóc ra nữa mà cột lọc tĩnh điện hai bên rất đẹp các bác nhé. 2,2 triệu thì nó là vô đối rồi, quá rẻ luôn. Mặc tạo ẩm cái thứ rất đẹp các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu lấy một trong ba chiếc này các bác alo cho em nhé. Giá hai con vầng trăng là 2,8 triệu, con đồng hồ vuông là 2,2 triệu, bảo hành 1 năm, đầu biến áp điện 220V hết rồi nha. Chào các bác.